Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Madame Vũ Tất Đại, 71 tuổi, sống ở ngoại ô Paris. Được nghe tới thầy Thái Boris đã có chữa bệnh về thập chỉ liên tâm, cho nên là tôi được giới thiệu tới và hôm nay thầy đã dạy cách để mà chữa. Tôi bị đau thần kinh tọa cũng cả hàng một năm nay rồi. Và đi bao nhiêu là thầy thuốc là chưa có khỏi. Cho nên hôm nay đến cái thầy chỉ có dạy cách làm có mấy động tác và thầy chữa cho, mà tôi đã thấy là tự nhiên thấy người nó nhẹ nhàng đi, nó không có bị đau và nóng nữa. Và đi được, từ trước đó thì nhìn thấy là hai cái chân nó không có đều nhau. Đấy, và bây giờ thầy chỉ chữa cho một chút thôi thì đã thấy bằng nhau rồi mà không có bị nóng ở trong người nữa. Thật đúng là có một cái, và cái tai của tôi nó bị điếc một bên và một bên là phải đeo máy. Đó thì không có nghe được thường, nếu mà bỏ cái máy ra mà tôi vừa thầy vừa mới chữa cho một chút thôi mà tôi đã nghe được. Đó, và đi được thấy người nó nhẹ nhàng. Đó là cảm ơn thầy Thái. Bây giờ chị có đeo máy nữa không? Đã có đeo một chút thôi, tại vì sắp sửa đi về đi ra ngoài đường thì sợ là không có nghe được là tiếng tàu nữa. Còn bây giờ chị gỡ máy ra thôi. Rồi tôi nói chị có nghe được không? Dạ có nghe thấy ạ. Vâng. Nghe tốt như thường hay sao? Thì hôm nay là đúng là có phước duyên được có một mà giới thiệu, cho nên là đến thầy sẵn sàng để chữa bệnh cho. Xin cảm ơn thầy Thái và xin nếu mà thầy thầy Quang Châu á phải không ạ? Mà sang bên đây thì chúng con xin đến để mà để tháp tùng học học thêm nữa. Xin cảm ơn thầy Quang Châu và nhất là thầy Thái đã chữa bệnh cho. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Rồi, xong xong. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.